những thời gian của mình đã bắt đầu xuất hiện. Từ hoạt tiết đơn giản đến kẻ sọc cá tính, đây được xem là trào lưu mới cho cách lựa chọn trang phục vest hiện hành dành cho nam giới, song song với vest truyền thống trước đây để thể hiện sự năng động và tự tin của mỗi doanh nhân. Với công việc doanh nhân đi ra khơi thì không chỉ có sóng bạc cầu hay là những con sóng là lớn và luôn cuộn trào ở trong đấy, mà có những con sóng nhấp nhô hòa với ánh mặt trời tạo nên muôn màu. Và chúng ta có thể thấy được những doanh nhân ngày hôm nay khoác lên mình bộ trang phục của Á Châu Siêu đã tạo nên một sự khác biệt vô cùng lớn. Doanh nhân của chúng ta tỏa sáng trong nền con hồ doanh nhân lần thứ 12 năm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ nhà thiết kế Á Châu Siêu cùng với bộ sưu tập của mình. Và bộ sưu tập. Thưa bác quý vị, là nhà thiết kế Hoàng Oanh đến từ thương hiệu Á Châu Siêu. Doanh nhân đã lại sân khấu để chúng ta cùng lưu lại những khoảnh khắc có thể nói là có một phần hai thế này. Lý do mà tôi muốn mời các nam người mẫu đứng tại sân khấu là bởi vì và đại diện thương hiệu Á Châu Siêu sẽ có một phần quà để dành tặng cho tất cả các doanh nhân. Hay lời cảm ơn các anh đã trình diễn tập rất là đẹp. Chị ơi, em ngỡ là sau khi diễn xong phải tặng luôn bộ đồ chứ. Sao lại tặng quà xong rồi lại lấy lại đồ à? Thôi em đi về đây. Mạnh ơi, xin mời Mạnh, em thấy là Mạnh cũng đang mặc bộ Á Châu Siêu nên Mạnh cũng được tặng quà luôn. À đấy ạ. Thưa quý vị thân mến, với những bộ trang phục của Á Châu Siêu đã góp phần làm nên sự lịch lãm cho chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nhà thiết kế Hoàng Oanh đã vô cùng vất vả. Bởi vì Á Châu Siêu là hay đo theo size, mà các doanh nhân của chúng ta đều ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là này, để lấy được số đo của các anh mà hay đúng chuẩn là cả một sự khó khăn rất là nhiều. Và một tràng pháo tay nữa dành cho nhà thiết kế Hoàng Oanh ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn đại diện Á Châu Siêu, xin được cảm ơn nhà thiết kế Hoàng Oanh và tất cả các nam doanh nhân của chúng ta. Xin cảm ơn các anh, xin mời.